lâu rồi không gặp, tôi thấy trẻ ra, thấy đẹp ra dữ vậy trời. Trời ơi, lúc này cũng mới thấy mặt đầm ơ là chứ hồi xưa toàn thấy mặt quần. À, tại sắp tới ngày mà vui nhất trong cuộc đời tôi á, để tôi nói cho mấy bà chuyện vui. Mấy đứa bạn tôi á, là tôi gửi thiệp qua bưu điện, qua ship. Có hai bà là tôi đưa tận tay thôi á. Nè, có Nghĩa nè, có Huyền nè. Nhiệt tình cái gì ta? Cái này là phải đi bao hay giày đó. À, cũng có chuyện khó nói. Là mấy bữa nay tôi kiếm người bưng quả không được. Mấy đứa bạn tôi nó bận hết trơn rồi. Cho nên là không biết hai bà có rảnh không bưng quả gì tôi nha. Cái chuyện mà anh Tân là bồ cũ của bà tôi không có để ý đâu. Cho nên là bà đừng nê bụng nha. Thiếu người thì bà đi thuê được mà. Chứ tụi tôi đi làm bận lắm. À, để vậy để tôi kiếm người khác làm cũng được. Thôi, có gì đâu, mình bạn bè với nhau mà. Huyền, tụi tôi sẽ giúp bà. Cảm ơn Nghĩa nha, cảm ơn Huyền nữa. Không có hai bà chắc tôi nghỉ cưới luôn cho rồi. Nhớ nha, nhớ bưng quả giùm nha. Khoan, mày ghi gì vậy? Thím Bảy á, thì mày ghi anh chị. Còn thằng Hùng nó mới chia tay người yêu xong, giờ mày ghi Hùng cộng. Cho nó chửi tao hay gì? Tại tao không biết á. Thì sao không mở miệng ra hỏi? Thì nãy tao hỏi mày rồi, mày nói là viết theo cái danh sách này nè. Thôi thôi thôi, mệt quá. Ghi thiệp mời cưới cho tao mà cái chữ mày như cua bò vậy á. Không muốn giúp á, thì nói một tiếng để tao làm. Đi đi đi, đứng lên. Cảm ơn. Ghi cái gì á? Rồi không có gì làm thì dọn phòng giùm tao đi. Ờ, thôi để tao dọn cho. Ủa, bây giờ mày mới tới? Ờ, tao bận chút việc. À, Huyền, mày làm gì vậy? Ờ, tao phụ ông Sương dọn nhà chút thôi mà. Tại thấy tao lu bu phụ tao á. À, tụi tao là bạn mày chứ phải ô xin đâu. Trời ơi, thì tại tao mới làm bộ neo nè, cho nên là khó lau nhà. Thôi, không có gì đâu, bạn bè với nhau, tao phụ nó chút thôi mà. Mày đi ra ngoài nghỉ đi. À, khoan. Tao nhớ là tao còn cái thùng đổ ở dưới á. Mà giờ tao bận rồi, mày xuống lấy giùm tao đi. Mày tự lấy đi, mày nhờ giả cái gì? Không phải, tại tao còn phải đi thử đồ nữa rồi. Lỡ mà không vừa phải đi đổi đồ nữa, lum lá chân á, xuống lấy giùm mày nha. Thôi, để tao lấy cho, không có sao đâu. Ừ, nha. Huyền, tao tự nhẫn bộ. Tao đi thay đồ à? Em có sao không Huyền? Dạ em không có sao đâu anh. Đi đứng cẩn thận chứ. Thành tránh ra rồi. Cái con kia, tao kêu mày tới đây phụ tao hay là mày quyến rũ chồng tao? Em nói gì vậy Sương? Em hiểu lầm rồi, cô ta té thì anh đỡ thôi chứ có gì đâu. Anh im, anh đừng có xạo cho nó. Đi ra chỗ khác. Mọi chuyện không phải như mày nghĩ đâu, hiểu lầm thôi mà. Im, tao nhờ mày tới giúp hay mày tới phá? Mày quyến rũ chồng tao đúng không? Đêm nay tao cho mày quyến rũ chồng tao luôn. Mày đi ra. Mày có sao không Huyền? Tao không có sao hết á. Mày làm gì vậy Sương? Ai phá hoại gia đình mày? Nó quyến rũ chồng tao. Nó quyến rũ chồng mày. Vậy hồi xưa ai quyến rũ bồ nó? Mày sợ hai người này còn tình cũ với nhau? Mày rủ tụi tao tới đây làm gì? Tao coi hai tụi bay là bạn. Ô xin của mày thì có. Bạn hả? Tao tưởng bạn của mày là mấy đứa trong vũ trường ba búp kìa. Nhảy nhót với mày hằng đêm mà. Gì Sương? Sao em nói là em nghĩ chơi đám đó rồi mà? Không, mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi anh. Thật sự. Hiểu lầm hả? Anh coi đi, chạy sắp cưới của anh nè. Mời tụi tôi xong, đêm đó làm cái gì? Tới vũ trường ôm ấp trai lạ, uống bia uống rượu, chơi bời vậy đó. Thôi được rồi, mình đi về đi. Không có đi về vậy trơn á. Vậy Sương? Vậy là em còn lừa dối anh hả Sương? Không, anh bình tĩnh nha, em giải thích đi, không có phải như vậy đâu mà. Thôi được rồi, đủ rồi đó, mình đi về đi. Không đủ hết trơn á. Bữa nay tao phải bạch mặt con nhỏ này. Tôi nói cho anh biết, vợ sắp cưới của anh là con người như vậy đó. Anh tin được hay không? Sau này á, coi chừng anh lấy về anh hối hận không kịp đó. Thôi, đi về đi. Còn mày nữa, từ đây về sau đừng tìm tao nữa. Anh đừng có nghe tụi nó nói bậy, tụi nó muốn chia rẽ tình cảm của tụi mình đó. Em còn giải thích gì nữa Sương?
Anh không ngờ em là một con người như vậy luôn á. Bây giờ chuyện đám cưới chứ gì. Bây giờ tạm hoãn lại đi, anh còn nhiều chuyện phải lo lắm. Thôi anh. Nói gì vậy? Ai làm gì cô đâu trời? Anh mới vừa. Cô làm gì cô? Có chuyện gì mà sùm vậy? Cái ông này nè chị, ông mới vừa dê em đó. Cô đừng có nói bậy nha. Tôi đang uống cà phê với bạn tôi. Làm gì cô đó đâu trời? Chỉ là hiểu lầm thôi, em đừng có làm quá lớn. Em không làm quá, ông mới vừa dê em thật. Em xin lỗi nha, hai anh cứ tự nhiên đi vụ quá à, không có gì đâu. Em anh làm gì nhớ vậy? Anh không, anh nè, tôi không biết anh. Em nhớ anh không? Em không nhớ anh hả? Chia tay anh nhớ mong lắm rồi. Biến thay. Dạ, em mời anh dùng nước ạ. Em người mới hả bé? Dạ đúng rồi. Dễ thương quá vậy em. Để em hay trà cho anh nha. Cảm ơn nha. Cô làm cái gì vậy? Để vạch mặt mấy cái người dê sòm xấu xa giống như anh vậy đó. Mày dám? Chị, em ngồi xuống đi. Dạ. Sao? Có chuyện gì? Hôm qua chị nghe Hoa nói á, có thằng nào giở trò dê sòm em đúng không? Dạ, em ức lắm chị. Không những nó dê em, mà nó còn chặn đường em nữa. Mà nó có làm gì em không? Dạ chưa. Nó tính dê em, nhưng mà hôm qua em đá nó, xong rồi em chạy. Bữa nay nó tới rồi đó chị. Nó đang ngồi bên kia kìa. Từ sớm tới giờ nó nhìn hết cô này tới cô khác. Được rồi, chị có ý này, để chị lo cho. Chị chính nghĩa mãi định. Tất cả bằng chứng đã có ở đây rồi. Chị đây á, tung lên mạng để mày chừa cái thói sở khanh dê sờ người ta nghe chưa? Cô mày, hai đứa bây giờ muốn gài tao, đứng ngoài đây. Đi em. Chừa nghe mày. Bà điên quá hồi nãy ơi. Rồi, rồi nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Vô. Dạ, em mời anh dùng nước ạ. Chị thương quá vậy. Để em ăn trà cho anh nha. Chụp flash em kìa. Cô làm cái gì vậy? Hãy nó mày gài tao, đưa điện thoại đây. Được rồi các mày. Ba đứa thì ba hướng luôn. I'm a little bit naughty. I'm a little
get too consumed, but every part of my body is telling me to run away from you. Come a little bit closer, yeah, yeah. Come a little bit closer, yeah. You're a little bit crazy. It's been days, but you never change.